Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Nếu như mà các bạn đang muốn lựa chọn sản phẩm phù hợp để làm việc văn phòng, hay các bạn đang là học sinh, sinh viên muốn mua laptop với một khoản đầu tư không quá lớn, thì IdeaPad dòng Ultrabook của Lenovo là một sự lựa chọn khá phù hợp. Hiện tại ở đây thì mình đang có IdeaPad 3 và IdeaPad 5 với mức giá loanh quanh khoảng 16-17 triệu đồng, thế nhưng mà đều được trang bị CPU thế hệ thứ 11 mới nhất. Và về ngoại hình thì hai mẫu laptop này khá là giống nhau. Vậy thì hai mẫu laptop này có gì? Hãy cùng mình vào video nhé! Vì là một sản phẩm laptop học tập văn phòng, thế nên là IdeaPad 3 và IdeaPad 5 đều được thiết kế mang phong cách tối giản, phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thì là dòng Ultrabook, thế nên là IdeaPad của Lenovo khá là mỏng nhẹ, với độ dày chỉ có khoảng là 1,8cm, cân nặng của IdeaPad 3 chỉ là 1,4kg, còn IdeaPad 5 sẽ là 1,6kg. Tổng thể thì hai chiếc máy này khi cầm vào trải nghiệm thì có sự cứng cáp chắc chắn, mức độ hoàn thiện thì mình cho là tốt. Cầm vào laptop thì có sự thoải mái này, các bạn cũng sẽ dễ dàng làm việc được trong nhiều môi trường khác nhau mà không cần quá cẩn thận chú trọng xem là laptop của mình có dễ bị xước hay là không. Điểm khác nhau rõ ràng nhất mà các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây chính là phần kích thước. Ở đây thì IdeaPad 3 có kích thước là 14 inch, còn IdeaPad 5 thì sẽ có kích thước lớn hơn là 15,6 inch. Cả hai thì sẽ đều được thiết kế viền màn hình mỏng này, cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam và sẽ có phần che webcam để tăng tính bảo mật cho máy. Ở đây thì màn hình sẽ có là độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, độ sáng sẽ nằm trong khoảng từ 250 nits đến 300 nits và 45% NTSC. Chất lượng hiển thị sẽ ở mức tạm ổn, phù hợp với nhu cầu văn phòng, giải trí cơ bản và có thể làm việc được trong môi trường ánh sáng khác nhau. Về phần thiết kế thì thiết kế cả hai sẽ được bo tròn viền ở các góc. Riêng đối với IdeaPad 5 này thì sẽ được phủ một lớp sơn lì lên toàn bộ bề mặt máy. Tuy nhiên phần sơn lì này cực kỳ bám vân tay và nếu như bạn nào hay bị ra mồ hôi tay thì chắc chắn phải lau chùi máy thường xuyên nhé. Vẫn là logo Lenovo quen thuộc được đặt ở phía góc bên phải của máy. Nói chung thì về phần thiết kế không có gì quá nổi bật để nói cả. Mình nghĩ đối với mẫu laptop này thì sẽ thích hợp với những ai thích phong cách đơn giản, lịch sự, cần sự chắc chắn, bền bỉ và hướng nội một chút thì nên chọn IdeaPad của Lenovo nhé. Về phần bàn phím thì bàn phím của Lenovo lúc nào cũng thích hết. Keycap rất là lớn, cong và cực kỳ ôm tay, thế nên là các bạn sẽ không bao giờ lo bị bấm nhầm cả. Độ đẩy phím cao, gõ văn bản trên chiếc bàn phím này cả ngày thì các bạn cũng sẽ cảm thấy không hề mỏi tay một chút nào hết. Đối với IdeaPad 5 thì các bạn sẽ được trang bị thêm là phần bàn phím số để có thể phục vụ cho học tập, công việc khi các bạn phải nhập dữ liệu hay là cần tính toán. Và ở đây thì đối với IdeaPad 5 này thì sẽ được trang bị thêm đèn LED sẽ giúp các bạn có thể sử dụng được mọi trong môi trường không gian luôn. Về phần touchpad thì cả hai đều có kích thước là tiêu chuẩn, cảm ứng đa điểm, gì thoải mái, khả năng tracking tốt. Các bạn hoàn toàn sẽ không cần phải sử dụng trượt rời, vẫn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trên chiếc touchpad này. Về laptop văn phòng thì chắc chắn là không thể bỏ qua chế độ bảo mật rồi. Cảm biến vân tay một chạm kết hợp đút nguồn vẫn luôn có ở trên Lenovo. Cấu hình thì cũng khá là tương đương khi cả hai là IdeaPad 3 và IdeaPad 5 đều sở hữu là Intel Core i5-1135G7, ổ cứng 512GB đều có thể nâng cấp lên. IdeaPad 3 thì được trang bị là RAM 4GB, thế nhưng mà có thể nâng cấp tối đa lên thành 12GB. Còn đối với IdeaPad 5 thì sẽ là RAM 8GB, thì cả hai sẽ đều có khả năng xử lý các tác vụ đa nhiệm nhanh này, hạn chế tình trạng giật lag nhất có thể. Điểm nhấn của cả hai mẫu IdeaPad này đó chính là đều có đồ họa tích hợp Iris Xr Graphics, có hiệu suất tương đương một số các rời của laptop, cho phép ngoài khả năng xử lý nhanh chóng các ứng dụng làm việc như là Word, PowerPoint, Excel, thì ngoài ra các bạn còn có thể chơi một vài các tựa game phổ biến hiện nay như là LOL hoặc là CSGO ở mức setting chấp nhận được, hoặc là có thể xử lý tốt các thao tác chỉnh sửa ảnh này hoặc làm video ngắn đơn giản. Để hỗ trợ học tập và làm việc thì cổng kết nối vẫn luôn đầy đủ khi cả hai mẫu IdeaPad đều có hai cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một jack audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C và một cổng nguồn. Cuối cùng thì sẽ là chế độ bảo hành Lenovo Premium 24/7, hỗ trợ không chỉ phần cứng mà cả phần mềm ngay khi chúng được tải lên máy tính của người dùng. Ở đây thì sẽ được kỹ thuật viên trên toàn quốc hỗ trợ từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối các ngày làm việc trong tuần, không bao gồm ngày cuối tuần và nghỉ lễ này, sẽ kiểm tra sức khỏe máy tính, laptop của các bạn hàng năm. Ngoài ra thì còn các chế độ bảo hành lên đến 24 tháng đến từ Lenovo, thế nên là người dùng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Lenovo.
Và tổng kết lại thì cả hai mẫu IdeaPad này thì có rất là nhiều điểm giống nhau từ thiết kế, cấu hình cho đến hiệu năng. Và nếu như các bạn đang muốn một mẫu laptop nhỏ gọn, mỏng nhẹ thì chọn ngay IdeaPad 3. Còn nếu như mà các bạn cần một mẫu laptop tập trung chuyên để làm việc với màn hình lớn và có bàn phím số tiện lợi thì chọn IdeaPad 5 nhé. Và link chi tiết của cả hai mẫu laptop này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để cho mọi người có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.